thì tháng nay trời mưa xuống nha, nó ra bông bộn cái nha. Nó trời nó ui 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 vậy. Đi thăm vườn sớm nữa nha. Lâu quá không có quay lại vườn nhãn, thành nhãn cái nha. Đó. Gốc này kia cũng bình thường cái nha. Bông kia cũng nhiều. Bông này nó cũng dài dài nè, tươi luôn nha. Thấy mèo nha, mưa xuống hôm á, trời cũng hôm mưa lâm gâm ra gai hôm 1-2 giờ. Đó. Lâu lâu dẫn cái nhà đi thăm vườn nhãn tiếp tục ở nhà. Đó, xa xa bên kia nữa. Ông kia xa xa nó giờ còn cũng dài dài không nghe nha. Thấy ao kìa. Đây kia bên có mấy chú gà đi ăn chặt chết nữa kìa. Đó. Chú gà, mấy chú gà đi ăn. Đây vòng cầu kè cũng mới phát cỏ, mới cỏ giờ cũng đang lên xanh xanh trơn đây nha. Bọc màu trắng không nha. Ở ngoài lại đưa vô cái cam nó hơi vàng vàng, chứ ở ngoài nó màu trắng cái nha, màu trắng. Không biết năm nay thị trường không biết có giá không đây. Năm rồi cũng được 20-30 ngàn ký. Giá hôm nay cũng nằm tầm giá đó cũng đỡ. Con thuốc này kia, con thuốc giờ mắc quá. Bao ghê cũng 700-800 ngàn, bao đáp 1.600-1.800 bao. Quá trời. Con thuốc giờ mắc quá cả nhà. Cho mấy chú Yến bài luận đi kiếm mồi cái nha. Cầu Kè dẫn cả nhà đi thăm vườn nhãn tới đây cũng Cầu Kè cũng xin kết thúc cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo của Cầu Kè nha. Bye bye cả nhà.